Đang mùa măng nứa đấy, các bạn đã được ăn măng nứa nhồi thịt bao giờ chưa? Nếu mà đã được ăn rồi ấy, mà không biết cách làm thì xem ngay video này để mình chỉ cho nha. Măng nứa lấy về thì rửa sạch khoét lỗ như này này, rồi bắc lên nồi luộc nhá. Một lưu ý cho mọi người là phải luộc 2 đến 3 lần nước vào, không là nó bị hê đấy. Trong khi chờ luộc măng thì mình sẽ đi chuẩn bị nguyên liệu này. Nguyên liệu chính của mình gồm có hành lá, rau răm, hành khô và tỏi, và không thể thiếu là thịt băm nữa. Trộn đều các nguyên liệu lên, giờ thì mình sẽ cho gia vị vào nha. Mình thì cho gia vị có sẵn thôi, súp, mì chính, hạt nêm, hạt tiêu thế thôi. Đảo đều rồi để 30 phút hẵng nhồi nhá. Mình đã để đủ thời gian rồi, trước khi nhồi thì mọi người cho 2 quả trứng vào nữa này. Mọi người cho thịt vào ấy, thì lấy đũa chọc chọc cho nó xuống đến tận ngọn đi nha. Nhìn như này thôi mà nó kỳ công dã man luôn ấy. À, mọi người muốn ngon hơn ấy thì phải nhồi với thịt gà nha. Nay mình làm vội quá, không có thời gian để mổ gà, nhưng nhồi với thịt lợn là vẫn ngon nhá. Nhồi xong thì mọi người luộc, rán hoặc là hấp cũng được. Còn nay thì mình sẽ luộc, mọi người cho một ít nước sắp xếp thôi, xong mà cứ đun như thế thôi nhá. Đừng cho thịt chín quá, không là nó bị sơ ấy. Rồi cuối cùng thì nồi măng của mình cũng chín rồi đây. Mùi thơm của rau răm với hành, chưa ăn mà thấy tuyệt cú mèo luôn rồi này. Còn đây là thành quả của mình này. Bạn nào có cách nào nhồi măng hay hơn không thì comment xuống dưới chỉ cho mình và mọi người cùng biết với nha.